được cái cảnh chia sẻ cái cửa hàng nhà mình và báo giá một số cây nhé. Tận dụng mặt phố này, tận dụng cái không gian của vỉa hè, cái ngõ để chứa cái cảnh. Đó không ạ? Đây, không gian. Cái thằng Vi này, thằng Vi này thì mình không bán. Hoa thằng Vi đẹp chưa các bạn? Hoa nó đây. Bây giờ mình cắt bonsai để mình chơi bonsai lại. Sang hè sang năm lại để này, chơi hoa. Cái giấy tím mình đây, giấy tím rất già nhé, già thân rất nghệ thuật nhé. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, rất dẻo, tán dày này. Đang chuyển ra hoa Tết đấy. Đấy, này các bạn nhìn cái vanh này. Nhưng chỗ này to, chỗ này 40. Đấy. 45 và 50 thôi. Tán dày như này các bạn. Tán là cái cây này lâu năm rồi. Đấy. Này nó giá 6 triệu nhé. Tán như cái ô. Hoa giấy, hoa là ra hoa Tết. Tán ô nhé, hoa tím, một bó hoa tím rất là đẹp. Đây mình có ảnh nhé. Đây là hai cái dành dành bonsai. Đây các bạn nhìn thấy vậy đấy, cái dành dành nhé. Hoa dành dành nhé. Tóc nhỉ. Đang chia sẻ. Đấy. Bạn trong gốc đẹp, vẻ đẹp chưa? Cây dành dành nhé. Này vành gốc của tầm 35. 35. Đấy, nhìn này. Cao 30 phân rồi. Rất lùn lực. Ấy chà chà. Cây dành dành anh. Không, cây ngọc bút, đây nha anh, cây ngọc bút kia. Đây là cây dành dành, hoa cũng hoa. Và cây này 2,5 triệu nha, cả chậu nha. Cây thứ ba là cây hoa giấy tím, đỏ sắc pháo, cái này là cây đỏ. Đấy. Này mình rào cái chậu rồi. Thời gian đánh. Anh đánh về mình chơi đấy chứ. Cái này cũng làm tán ô, cái này nó cũng già rồi. Sẹo nó chưa liền, đấy, mới cắt sẹo. Đấy. Gốc to lắm gốc này. Gần 60 không? Đấy các bạn trồng tán ô này. Đấy. Là 1,3 triệu nhé. Đây nhà mình có mộc, mộc ta hoa vàng này. Giờ mộc này bán 1,3 triệu một cây.
Vàng vành gốc rất to này. Đây, cây này giống nhau này. Vành gốc tầm 21, 22 gì đấy. Một ta hoa vàng đấy. Hoa rất nhiều. Hoa sắp tàn, rét bắt đầu hoa này. 1,3 triệu một cây. Đây, gốc lục bừng này. Vườn này già, còn xa nhé. Các bạn mà kiếm được cái gốc lục bừng mà nó già bộ rễ này hơi hiếm đấy. Các bạn nhìn này, quái chưa? Đấy. Đây mình cho vào cái chậu phải ra hơn mà nó chật luôn này. Nhưng mà cao chỉ có 20 phân thôi các bạn này. Đấy, cao hơn 20 phân tí. Cây này cũng phải nuôi, tức là mình đang nuôi đây, đây cây tử đây. Đấy, sau này cái này nó liền sẹo vào nó thành cái tán rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn này. Là nó nhìn tổng thể đấy nha. Đấy cái chậu đấy. Đấy các bạn nhìn tổng thể này. 3,5 triệu gốc này nhé. Đồ vừng này hiếm đấy, tìm hiếm đấy. Đấy gốc đa. Gốc đa cổ đây. Đằng não. Trông vậy già lắm. Đấy. Đấy. Cái này mình chỉ lấy 1 triệu thôi. 1 triệu cả chậu luôn đấy. Chậu gốm ấy. Chậu gốm 250 rồi nha. Đấy. Rẻ. Cây hải đường ấy. Cây hải đường 700. Đấy các bạn, cây này mua tại vườn 700 này nhé. Đấy, vườn dưới Phụng Công Văn Giang nhé. Mình làm lấy lại lấy đúng 700 lỗ tiền xe nhé. Còn đây trà đây. Trà mong mát rượu nhà mình còn rất nhiều trà. Đã ổn định 1 chậu trong 1 năm rồi. Cây là tầm 1 triệu. Mẫu đơn thì mới sưu tầm về. Mẫu đơn thì mới sưu tầm về đây. Đây có cây 1 thân này. Vành chỗ này 20 này. Đấy, các bạn nhìn này. 20. Phát 40. Ở trên này 16. Đấy. Cái này hơi hiếm đấy. Cái 5 triệu nhá. Nào quyết thì rẻ đấy. Cái hiếm cái cây này. Mình mua được cái con lãi này mình bán. Cây ổn định. Đây mẫu đơn này. Đấy. Các bạn nhìn hôm qua phải cắt mới về đây. Bệ gốc nó đẹp này. Bệ gốc đẹp, mẫu đơn có bệ gốc này hơi hiếm đấy. Đấy. Này chỗ này được 20 chia đôi. Cái to này cao 2,5 m. Cái này mình bán 2,5 triệu nhé. Hồng bán rồi đây. Cái hồng cái chậu 700 này, còn định là bán rồi đây. Tiền giả rồi đây. Cái hồng này bán rồi. Đấy, bây giờ là một chia sẻ một cây hải đường nhá. Các bạn kiếm được cây hải đường này thì hơi hiếm hải đường này. Hải đường này cây của tương lai này. Cây rất đẹp, một cây 1 thân này. Đây các bạn trông này. Vành hơn 30. Đấy, các bạn trông. Phát nếu mà phát đây là 40 nhưng mà mình đang ý định cắt cái này đi để lấy thành phát mét. Đấy. Đây các bạn trông. Vẹn nó đẹp như này. Đấy các bạn nhìn này, thì mình sẽ cắt cái này đi. Cắt này đi để cho nó thoát mét. Đẹp nhất. 2 3 4 đúng 1 mét đây. Tán cái này nó cao 3 mét rồi. Nuôi trồng xuống thì quá nó tuyệt vời luôn. Đấy. Cái này cây của tương lai. Đấy, các bạn nhìn cái nó đẹp như thế này. Đấy. Được rồi, thành gốc của bạn tầm 35 này.
cây này mình lấy 6 triệu nhá. Các bạn kiếm được cây nào đấy? Kiếm được cây này hơi khó. Chi phí vận tải thuê công đánh cũng là rất là cao. Bây giờ mình đánh mình buộc cứ rất là cẩn thận rồi. Đấy, những cây hải đường các bạn nhìn tổng thể cây hải đường này. Hơi hiếm. Cái này tại cửa hàng mình 6 triệu nhá. Đây cây sung. Sung đẹp. Sung này, mẹ sung quá tuyệt vời này. Cái sung này mình mua rất là đắt rồi. Anh nào thích thì để cái sung này để chơi thôi. Nếu anh nào thích thì alo. Cái sung cực kỳ sai quả. Này đi chị. Già. Mẹ sung các bạn nhìn mẹ đẹp như này. Cái này mình để nhà mình có mỗi cái sung này thôi để chơi thôi. Còn anh nào thích thì alo thôi. Mình mua cái này cũng đắt rồi. Đấy, các bạn nhìn mẹ sung như này, quả sai tuyệt vời luôn. Bây giờ mới có một nhìn cái quả đây, mẹ gâu quả nó. Trước quả rất là sai từ gốc lên luôn. Đấy. Cái bồng lan cây này 2 triệu chạy cửa hàng nhá, cả chậu luôn này. Đấy. Các bạn nhìn cái ngọc bút này. Ủa mình chia sẻ nhiều đấy, bây giờ đấy bắt đầu đâm chồi đây rồi. Lọc này, Tết là hoa các bạn nhìn này. Hoa này, thích không? Như bó hoa luôn. Đấy. Cái này mình bán hộ nhưng mà già thấy. Cái này trông đi, các bạn nhìn đẹp như này. Đấy, cây bonsai này. Bắt đầu hoa ra nhiều này các bạn, như bó hoa này. Đấy là bút nha. Cái này đẹp lắm các bạn ạ. Nhìn như một vừa to khủng như một cây bonsai. Đấy, như cái dăm nó dày như này. Nào nó ra hoa này bạn biết. Cái này là 7 triệu nhé. Đã chia sẻ nhiều người ở xa đặt thích lắm nhưng mà nó xa quá. Đây cái hoa giấy. Hoa giấy các bạn nó dài. Cao 1,5 m. Cao 1,5 m, còn nếu tính cả cái tán là cao lắm. Vành gốc 60. Bạn nhìn thân chỗ này 60 nhá. Đấy bạn trông nó già đấy. Cái cây này nó mấy chục năm rồi, chơi kỹ rồi, năm tán hoàn chỉnh rồi. Cái này mình để mình ghép lấy 5 màu đẹp chơi cây. Cái hoa giấy thì mình báo 9 triệu nha. Cái hồng này bán rồi. Có mẫu đơn to chưa các bạn? Đấy, có mẫu đơn này mới khai thác về đây. Mẫu đơn thì mới khai thác về đây, khi chưa bán, báo giá sau. Đấy. Cao nó vào 2,2 m rồi. Vành gốc rồi. Đấy. Đấy không? Cái bồng lan to khủng mình bán có 1,7 triệu, khách mua rồi trả tiền rồi nhé. Anh trồng to. Xi búp đỏ này các bạn nhìn này. Nhìn cái lá nó thích không? Cổ, xi cổ. Đấy. Lá này, đỏ tươi chuẩn luôn đấy. Là cái này mình đang nuôi. Cái này gắn não đẹp, các bạn nhìn tất cả những đẹp. Cái này rất nhiều khách thích mua rồi nhưng mà mình chưa được giá, mình chưa bán.
để đang nuôi chơi. Đấy, bạn trông trồng tổng thể cây, cây này rất là có tương lai. Đấy, bây giờ đang mốt chơi lùn nực rễ, nhưng mà chơi cây cổ thụ cổ mà cao đây các bạn, trong bộ rễ của nó thì nó chìm này. Rất khó kiếm. Đấy, muốn cây lùn cắt đi thì cây này thành rất là nhiều cây lùn, thế nhưng để lối thành cây cao thì cực kỳ khó, nên là chắc chắn trong tương lai không xa nữa sẽ trở thành mốt của cây cao. Đấy, giờ cây cao bây giờ thì đang mốt của cây lùn được, nhưng mà sau này kiếm được những cây cao như này thì rất là khó, vừa già mấy chục năm tuổi. Đó, cây này trước mắt này, cái nào mà thích thì gửi giá, được giá thì mình sẽ bán, còn không thì mình để mình chơi đã. Đấy, cây tùng La Hán nhá, cây này là cây rất là to các bạn này. Cây này thì mình mới khai thác về nhưng mình cũng chưa uốn tán gì cả. Đấy, cây này các bạn ơi, đấy, thành gốc của nó khoảng 4 năm gì đấy. Đấy, cây tùng mình bán tại đây là chỉ có 2 triệu thôi nhá. Đấy, to như này nhưng mà mình chưa, nó chưa đang buông, chưa làm được tán. Đấy, tại đây chỉ 2 triệu cây tùng này thôi các bạn, to như này, già như này. Đấy nhá, đây cả chậu nó là 3 triệu. Đấy, tạm là chơi các bạn nhìn này. Đấy, còn cái mộc ta hoa vàng đây, cái này vừa rồi mình khai thác được nhiều mộc to hoa vàng chuẩn lắm, đẹp lắm, nhưng mà mình cũng giữ này cây để chơi. Này thoát chỉ có 20 thôi, thoát 20, cái vành chỗ này 35 này, cái vành trên này 30 thôi. Đấy, cây này khách giả 15 triệu chưa bán, mình bảo 16 triệu mới bán, nhưng mà nó chung là vẫn muốn giữ lại một cây để chơi thôi. Đang hết mộc rồi, mộc chuẩn luôn đấy, thơm lắm các bạn, cả phố. Chào hoa vàng các bạn nhá, chào các bạn. Gốc rất là to rồi, đấy, các bạn nhìn này, quả đây nhá, hoa nhá. Đây, đây ra hoa ra quả đây. Đấy, cây thứ hai đây, bán 1,5 triệu một cây nhé. Nếu mà anh nào lấy cả đôi 1,4 triệu, 2,8 triệu. Đấy, còn chia sẻ các bạn một cây mộc, cây hải đường khủng rất là lâu năm tuổi này. Cây này thì nó là quá đẹp luôn các bạn trông, nào mình chưa kịp tháo tán nữa. Cây cao 5 mét, các bạn nhìn đây, thoát thân gần mét đây, đây vành 50, hơn 50, thoát thân 90 phân, các bạn nhìn này, cái bầu to lắm, này cẩu, đấy, cây cao khoảng 5 mét, tán khoảng 3 mét, 5 đó. Trồng vĩ đại này. Cây này mình mới khai thác về, cây này rất là được, cây như này rất là khó. Còn nhà phải có không gian rộng, đặc biệt các nhà các bạn có từ đường hoặc là có không gian rộng thì các bạn sắm cây, nên sắm cây này. Có cây này đến lúc các bạn nhìn là nó hoa, nó một cái dự bộ, một cái bó hoa khổng lồ, hoa đỏ từ đường, phong thủy rất là may mắn cho gia đình. Đấy, cây này thì thật ra là đấy, khai thác về đây rất là vất vả. Đấy, nhưng mà mình báo giá luôn. Đấy, tại đây nhé, tại cửa hàng này cây này giá 20 triệu. Đấy. Đấy, còn bạn nào mà cần cẩu bây giờ nó cũng dễ rồi. Chỉ cần về thả vào cái là xong, thì mình đánh bầu này, mét 1 mét bầu thôi. Sâu cao mét cái bầu lặng để cho nó an toàn cây. Các bạn đánh như cây, không phải cắt một cái lá nào cả. Thì đánh bầu rất là to, không cần cắt lá gì cả, vẫn tươi tốt luôn. Đấy, cây hải đường nhé, bạn nhìn đấy. Còn cây túc này, đấy các bạn, giờ đã đẹp như thế này rồi. Đấy, túc này báo giá cả chậu 5 triệu nhé. Đấy, không có chậu 4,5 triệu cây túc này. Trông cái bẹ đẹp như thế này.
đang nuôi tán ô, làm tán ô cũng là cũng ba vai nhé các bạn, nhìn đây đẹp, đẹp lắm các bạn ạ. Đấy. Già đấy. Giá là 5 triệu cả chậu nhé, nếu mà không lấy chậu thì 4,5 triệu. Cái lộc vườn này thì cả chậu không? Cả cây cả chậu 2,5 triệu, còn cây thì... cây 1,5 triệu thôi. Đấy, các bạn trông vẹn này, con xa này. Cái này là bạn nào gần đây mà là bê cả chậu thì mình đang muốn giải phóng nó rộng thì mình sẽ lấy rẻ hơn nữa. Đấy, nó còn hoa vả ra đây. Còn cây thiết hồng lan mình cũng bán rồi, cái tiền là có 1,5 triệu cây thiết hồng lan các bạn, đẹp như này. À, đây cái cụm bụi đơn mình cũng chưa bán để giờ uốn tán á. Đây, tường vi đây các bạn trông cây rẻ lỗ đẹp thế này, giá cũng cục này, tường vi hoa phớt hồng đẹp lắm. Rồi, những cái bệ nó đẹp này. Cái này mình cũng đã chia sẻ rồi. Cái này cả chậu 5 triệu nhé. Bạn nào lấy không lấy chậu thì lấy 4,5 triệu. Các bạn chưa có đâu có kiếm được cây tường vi đẹp như thế này, cây tử đẹp như thế này mà như thế này, dáng đẹp như thế này. Như bó hoa này 4,5 triệu nhé. Mình khẳng định như thế. Bởi vì mình đã xuống chợ Sơn Tây rồi. Những cây người ta mua như thế này, được như thế này bán 6-7-8 triệu kìa. Đấy, nhưng thôi mình khai thác văn dần điểm mình mua bán khoát lãi tí thì mình bán. Đây cái túc, cái túc trực dạng cổ đây to lắm thì các bạn hình dung này. Đấy đường kính nó gần 80 anh cho các bạn này. Cổ cái này báo 6 triệu thôi nhé, đây 6 triệu. Đấy, để chơi sung túc lộc. Quái này bạn này, lúc quái này nhé, mấy trăm rồi, nào cứ thích là mua được. Vườn này cũng thế, vườn là cây gốc quái như này mình lấy 1 triệu. Tiếp một lan sạch này, lan nhiều. Anh nha, hôm nay tiệp cái cảnh quay cái cửa hàng, chia sẻ cửa hàng mình nhờ báo giá cụ thể đến cây nha. Nếu ai mà cần cái gì thì cứ điện tiếp cho mình 0989 38981. Cây này ở cửa hàng của mình ở Hữu Lũng Lạng Sơn nha. Hôm nay cảm ơn mọi người theo dõi và chia sẻ mình. Cái này mình sẽ đăng trên kênh YouTube. Đấy, ok. Bây giờ mình ở cạnh phòng khám Hà Nội nha. Phòng khám rất to, cách là có khoảng 6-7 km. Ok, xin chào nhé.